Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cách xóa nhật ký hoạt động trên YouTube mà không phải ai cũng biết. Cách xóa nhật ký hoạt động này sẽ xóa đi tất cả những lịch sử anh chị đã từng tìm kiếm, đã từng xem trên YouTube. Đặc biệt khi anh chị cho bọn trẻ mượn xem các video game hoạt hình, mỗi lần anh chị mở YouTube lên, nó hiện các đề xuất cảm giác khó chịu trong lòng hiện lên, thì anh chị xem video này để xóa đi những cái phiền lòng không mong muốn trong suốt quá trình mà anh chị xem YouTube hàng ngày. Đầu tiên anh chị mở ứng dụng YouTube lên. Ở đây là ứng dụng YouTube, anh chị mở lên. Tiếp theo thì anh chị bấm xuống phần tài khoản của anh chị là cái mục bạn, nó sẽ có cái hình nền hoặc cái tên của anh chị nằm ở đây dưới cùng bên góc phải, anh chị chạm vào đây. Bình thường nó sẽ là trang chủ, anh chị bấm vào chữ bạn ở bên đây, nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Bây giờ thì anh chị chọn vào hình bánh răng cưa trên cùng bên góc phải, chạm vào bánh răng cưa ở đây. Anh chị tiếp tục chọn vào mục quản lý toàn bộ nhật ký hoạt động. Bây giờ thì ở đây sẽ có rất là nhiều lựa chọn anh chị cần lưu ý như sau. Anh chị thấy ở đây nó có cái chữ là xóa tự động, nghĩa là nhật ký hoạt động nó sẽ tự động xóa trong vòng 3 tháng. Thì anh chị chạm vào, anh chị có thể chọn là 18 tháng hoặc là 36 tháng, tùy theo. Với cái cách chọn này thì sau một cái khoảng thời gian như thế này, anh chị sẽ thấy nhật ký hoạt động sẽ tự xóa đi nếu như anh chị thiết lập 3 tháng. Còn nếu như anh chị không muốn nó xóa nhật ký hoạt động thì anh chị bấm vào trong cái chữ là không tự động xóa, bấm vào đây. Còn nếu như anh chị bấm tự động xóa thì chọn lên trên. Và mỗi lần mà anh chị chọn vào thì anh chị phải nhớ chọn thêm cái chữ tiếp theo ở dưới cùng bên góc phải, chọn vào chữ tiếp theo. Sau đó thì anh chị bấm xác nhận và anh chị bấm chữ đã hiểu. Đấy là cách xóa tự động. Còn nếu như anh chị không muốn lưu nhật ký hoạt động trên YouTube thì anh chị có thể bấm vào đang lưu vào nhật ký hoạt động trên YouTube ở đây. Ở đây thì nó đang bật. Khi anh chị xem bất kỳ một video hoặc là anh chị tìm kiếm bất kỳ những cái chủ đề nào trên YouTube anh chị không muốn lưu lại thì anh chị bấm vào chữ tắt ở đây và anh chị bấm tạm dừng. Nó sẽ không bao giờ lưu lại nhật ký nữa. Sau đó anh chị bấm chữ đã hiểu. Còn nếu như anh chị muốn bật trở lại thì chỉ cần anh chị bấm vào chữ bật, sau đó bấm chữ bật ở dưới cùng ở góc phải, chọn chữ đã hiểu, chỉ có vậy thôi. Đây là anh chị đang ở chế độ điều khiển. Còn nếu như anh chị muốn xóa nhật ký thì anh chị quay qua cái chế độ nhật ký ở bên này, chạm vào nhật ký. Bây giờ tới bước cuối cùng là bước mà anh chị xóa toàn bộ nhật ký, nghĩa là anh chị bấm xóa ở đây. Ví dụ như hôm nay anh chị xem 10 cái video và tìm kiếm 10 cái chủ đề thì anh chị bấm vào xóa nhật ký hôm nay. Tiếp theo anh chị bấm xóa. Nếu như anh chị xóa hoạt động trong khoảng thời gian thì ở đây anh chị ví dụ chọn từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 tới ngày 1 tháng 7 năm 2024, sau đó anh chị bấm tiếp theo và anh chị xóa trong cái khoảng thời gian đã định. Nếu như anh chị muốn xóa toàn bộ nhật ký trên YouTube, đơn giản nhất, anh chị chỉ cần làm như sau. Chạm vào chữ xóa, bấm vào chữ xóa tất cả, sau đó bấm xóa, sau đó anh chị bấm chữ đã hiểu. Vậy là xong. Và ở đây sẽ có thêm cái mục gọi là tương tác. Anh chị thấy ở đây có cái mục tương tác ở phần cuối bên tay phải. Khi anh chị chạm vào, ở đây sẽ rất là nhiều mục xuất hiện.
thích và không thích video. Ví dụ anh chị chạm vào đây, anh chị sẽ thấy những cái video mà anh chị đã thích và không thích. Khi mà anh chị xem, anh chị bấm like, nó đều hiện ở đây. Anh chị trở về. Hay là anh chị bấm thích và không thích bình luận, nó cũng sẽ hiện ở đây. Bây giờ anh chị lại trở về và bình luận và trả lời, hay là tin nhắn trò chuyện trực tiếp, vân vân. Tất cả đều xuất hiện ở đây để anh chị xem và quản lý. Hay là anh chị xem lại những cái lịch sử mà anh chị đã từng like trên YouTube. Vậy là em đã hướng dẫn anh chị cách xóa nhật ký hoạt động trên YouTube và xem lại nhật ký hoạt động trên YouTube một cách rất là dễ dàng. Ngoài ra, anh chị muốn bật nền sáng và nền tối khi anh chị xem YouTube thì anh chị chỉ cần bấm vào hình bánh răng cưa, anh chị chọn vào chữ chung, anh chị chọn vào giao diện. Anh chị có thể chọn giao diện tối và giao diện sáng, tùy theo nhu cầu của mỗi người, anh chị thích giao diện nào thì anh chị lựa chọn. Và hiện tại em có một kênh YouTube phụ là kênh Gia Huy Uy Tín, chuyên bán điện thoại và phụ kiện. Nếu như anh chị nào có nhu cầu, có thể xem và lựa chọn mua để ủng hộ em. Video đến đây là hết. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo. Chúc tất cả anh chị đang xem YouTube một ngày thật tốt lành.